Em lên một cái chậu này là chậu kiếm bicolor. Cái này là cây đỏ. Cái này lá sọc nhẹ các bác. Đang hoa đỏ rất là sang, rất là hay. Cái chậu như này thì em bán là 300 nghìn các bác. 300 nghìn chậu này. Hoa đỏ các bác nhé. Lá sọc bicolor. Chậu này là cứ gọi là chậu 26 các bác nhé. Chậu 26. Đây em có một chậu gọi là mã 27 đi. Kiếm Huế. Nhưng mà cái này nó bị sần, đang nụ các bác. Nó sần thì sần đúng một cái thân tơ đằng đầu thôi. Bốn thân trong của nó là lá láng các bác nhé. Bốn thân trong là lá láng. Chậu xanh Huế này nó cũng khá là to. Ở chậu này thì nhưng mà nó sần em chỉ bán 100 nghìn thôi. Còn nếu mà tách ra thì mấy cái thân tơ thân đằng sau lá láng bán thì nó cao hơn. Nhưng đại loại cái này nó bị sần rồi. Thế nên các bác mua cũng nên để ý một chút các bác nhé. Cái chậu này 27 100 nghìn. Cái chậu này là cái chậu số 28. Đây đang có hoa vàng cái bầu các bác nhé. Vàng cái bầu chậu 28 100 nghìn. Vàng cái bầu. Cái này là một cây rất là đẹp. 100 nghìn. Chậu số 29, chậu số 29 này là chậu vàng Tuyên Quang các bác nhé. Đang cần hoa rất là dài, đẹp. Chậu 29 vàng Tuyên Quang, chậu này 100 nghìn các bác nhé. 100 nghìn chậu này, vàng Tuyên Quang. Em sang chậu số 30 thì một chậu Vạn Bảo to, chậu này 4 cần hoa các bác nhé. 4 cần hoa hơn chục thân, 4 cần hoa. Đấy, chậu Vạn Bảo to, 4 cần hoa. Đấy, chậu này là 300 nghìn các bác nhé. 300 nghìn chậu này, Vạn Bảo, 4 cần hoa. Đây có một cái chậu hồng xòe khá là cao, gọi là chậu số 31 các bác nhé. Chậu số 31, đây, hai mầm gốc rất là to đẹp. Hai mầm gốc rất to, dài, đẹp. Và thân hoa của nó dài khoảng tầm 80 cm đến cây này. Cây này thì em bán là 600 nghìn nhé. 600 nghìn, gọi là mã số 31 đi. Cây này thì gọi là mã 32 các bác nhé. 32, cây này là 3 mầm gốc. Nhưng mà có một mầm nó bị hỏng rồi. Nó chỉ còn 2 mầm thôi. Và nó có 3 thân. 3 thân hoa, 3 thân hoa đều dài. Và thân hoa đều dài khoảng tầm độ 6-7-80 đấy. Cái chậu này thì là 1 triệu tư các bác nhé. 1 triệu tư cái chậu này. Rất là to. Sang chậu số gọi là 33 đi. 33, chậu này là 1 thân và 3 mầm gốc rất là khỏe. Đang phát triển. Thân này thì nó dài, nó cong. Nó dài khoảng 1 mét các bác nhé. Dài 1 mét. Dài khoảng 1 mét cái này. Hồng xoài. Dài 1 mét, tầm 1 mét. 3 mầm gốc rất là đẹp. Cái này thì em bán là 700 nghìn. 700 nghìn cái chậu này các bác nhé. Chậu 33. Có một chậu số gọi là 34. Cái chậu này là nó có tổng số là 2, 4, 5, 6, 7 thân có nụ. Và nó có 5 thân dài và 2 thân ngắn. Cái này mầm gốc nó bị hỏng các bác nhé. Cái chậu này là đại loại rất nhiều hoa. Chầm tím. Đang nụ rất là nhiều. Thân có nụ các bác nhé. Thân có nụ. Thì cái chậu này thì em bán là 150. 150 cái chậu này thôi. Đấy, em có một chậu được các bác nhé. Đây, cái chậu này gọi là cái chậu số 35. 35 các bác nhé. Cái chậu này là 4 thân hoa. 4 thân hoa. Cái này là chầm rừng Parisi. Còn cái kia là cái số 34 là chầm khác. Còn này là chầm rừng. Parisi mọi người nhìn nụ chi chít luôn. Rất là nhiều nụ. Rất nhiều nụ mọi người nhé. Chầm rừng. Chậu này là 4 thân. Và đang có rất nhiều mầm gốc. Đang có là 5 mầm gốc. Đấy. Cái bụi này thì là 500 nghìn các bác nhé. 500 nghìn bụi này. Đang rất nhiều nụ. Rất nhiều nụ đẹp. 35 ạ.